Good morning, Ngọc Ánh xin kính chào cả nhà. Bữa nay là tháng 10 ngày năm 2020 ha. Ngọc Ánh trồng cái rau muống này trong chậu từ hôm mùa hè đến giờ. Cái lúc mà rau muống nhiều, Ngọc Ánh mua trong chợ về, không có hột giống. Ngọc Ánh cắt khúc ra, lấy cái cọng trong một bó, nó có nhiều cọng bự bự mà già già rồi. Ngọc Ánh cắt ra không ăn, lấy cái đọt ăn thôi. Những cọng kia thì mình vẫn ăn bình thường. Ngọc Ánh mua 3, 4, 5, 6 bó gì trong vòng mấy tuần liên tục, thì Ngọc Ánh giữ lại cái cọng, cắt khúc ra trồng. Bữa nay 3 tháng trong cái thùng này nó đã lên, không cần hột, không cần rễ gì hết, chỉ cần có nắng tốt của mặt trời và có đất. Đất Ngọc Ánh xài đất organic mà trồng cà chua với trồng hoa hiệu Miracle á, rồi không phân bón, không sâu thuốc xịt sâu gì hết. Bữa nay mình có một thùng rau muống mình ăn đợt đầu mùa của Ngọc Ánh. Cách đây 10 năm Ngọc Ánh cũng đã trồng phương pháp này. Ngọc Ánh với ba đi chợ mua rau về cuốc nguyên cái liếp rau này. Lúc trước chỗ này là cỏ dại mọc rất là hoang phế và đất đá rất là xấu xí, mình về mình đổ rất là nhiều đá đất đất mà phân bò. Rồi sau này 1-2 năm đầu bánh trồng phân bò thấy có mùi hôi quá nên không thích, sau này trồng cứ phân mà Miracle thôi. Thì tới trồng được rau muống như vậy á, ăn cũng được mấy chảo rau muống, rồi đọt lan, rau dấp cá, rau mồng tơi, rau dền, đủ thứ loại rau ở trong sân vườn Ngọc Ánh trồng. Thì kỷ niệm Ngọc Ánh trồng rau với ba, ngày xưa ở bên trại tị nạn 30 năm về trước, gia đình Ngọc Ánh sống bên trại tị nạn Thái Lan á, Banat Nikhom, Sikkim, Long Mun rất là nhiều năm. Ngọc Ánh theo ba mỗi ngày trồng rau để có rau để mà ăn thêm á. Thì kỷ niệm rất là đẹp, mỗi lần Ngọc Ánh trồng rau làm vườn rất là nhớ đến ba. Ba là my garden teacher ở trong vườn. Còn khi vào trong bếp á, nấu ăn á, thì có mẹ dạy ngay từ lúc còn bé nên Ngọc Ánh rất thích làm vườn và trồng rau và trồng bông, trồng hoa, rồi nấu ăn nội trợ. Ngoài cái việc mà phải đi học, đi làm, học chữ, học đủ thứ là chuyện ở ngoài, còn trở về căn nhà Ngọc Ánh rất là bình dân. Tại vì ngày xưa tuổi thơ của Ngọc Ánh ở miền Tây á, ở Sa Đéc, nên rất thích đi về ở trong quê, rồi trong Nhân Lương, Cái Tàu, Mù U, Nha Mân đồ, ở những cái vùng quê bên ngoại của Ngọc Ánh. Từ Bắc Mỹ Thuận đi vô quẹo phải đi lên đó là đi về hướng ở Cái Tàu, còn quẹo trái xuống là Vĩnh Long ha. Thì bên ngoại Ngọc Ánh ở dưới Cái Tàu, bên nội thì ở Sa Đéc, Ngọc Ánh ở Sa Đéc ngay chợ, nhưng mà rất thích những cái cảnh vùng quê rất là bình yên. Thành ra bây giờ mình ở Mỹ, ở Bắc Cali, San Jose, nhưng mà mình trong lòng mình nó vẫn là một cái quê hương tuổi thơ của mình, nó rất là thanh bình. Nên mình vẫn thích những cái khung cảnh ấm cúng gia đình và trồng trọt quây quần bên nhau. Mặc dù cuộc sống San Jose rất là bận rộn, nhưng mà sau những ngày đi làm căng thẳng trong hãng xưởng, lái xe kẹt xe ngoài freeway rất là ồn ào, nhưng mà về đến nhà cho dù bận cỡ nào Ngọc Ánh cũng dành tối rồi sau khi việc nhà rồi xong hết vẫn chăm sóc cái khu vườn của mình. Rồi lúc này thì rảnh nên trồng rau nhiều hơn. Và cảm ơn ông trời cho mình nắng, cho mình mưa, cho nước, cho cây cối của mình rất là sợ tốt. Rồi làm vườn nó rất là vui, nó giải trí. Rồi ra đây nhìn thấy mọi sự nó tốt. Mình muốn cái gì thì mình phải đi kiếm cái hột giống đó, mình về mình trồng, mình chăm sóc nó thì nó sẽ được. Ngọc Ánh không có một cái năng khiếu gì trong cái lĩnh vực kiến thức gì ở trong nhà nông hết á. Chỉ đi chợ mua cái gì về ăn á, rồi Ngọc Ánh cứ ghim nó xuống vậy thôi. Và mọi thứ nó tốt tươi thì thôi, chứ không có, không biết gì nhiều hơn. Đây là rau muống, đây là rau đay. Rau đay Ngọc Ánh trồng cũng y chang phương pháp trồng rau muống, đi chợ mua hột về xong rồi là Ngọc Ánh mua cái cọng về ăn á, rồi lấy cái cọng ghim xuống chứ không có hột. Bây giờ Ngọc Ánh có hột rau đay rất là nhiều, rồi rau tía tô, rồi bên kia lá cẩm, dấp cá, hành, rau chua. Hôm qua Ngọc Ánh đã cắt 2 thùng nhỏ này đi vô ăn bún chả giò, rau thơm rất là nhiều, rất là nhiều. Ngọc Ánh trồng lung tung.